Cảm ơn mấy anh em đã ủng hộ Thuận trong suốt thời gian qua. Thì hôm nay là Thuận đăng tiếng chim sẻ này lên là để cho anh em tham khảo. Đây là file chim sẻ mới 2019. File này là đánh quyết định gom hết bẫy lại quyết định nhảy xuống keo hiệu quả hơn. Anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình của Thuận để Thuận đưa những cái file khác để kết hợp để đánh nhiều được sẻ thường và sẻ tạo và những con sẻ con bẫy keo rồi nọ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em. Hôm nay thổi như thổi tiếng sẻ mới quá hiệu quả anh em ơi. Quá trời. Đây nó không có nhựa. Hết, đây này, phát này nữa là hết. Không hết thì nó chỉ còn vài ngày thôi. Chục con, 3 con.